Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ báo pháp luật cho quý vị và các bạn, đồng thời cho quý vị và các bạn một cái thông tin rất là hay. Tôi cho rằng cái thông tin hay nó là từ hai nguồn. Nếu quý vị và các bạn nào là những khán giả, độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta thì biết thêm những cái kiến thức pháp luật. Các bạn nào là những anh chị em chiến binh YouTube thì đây là một cái bài toán rất là hay để cho các anh chị em để hiểu. Các bạn biết không, G1 Network nó cũng là đối tác của YouTube. Thì G1 Network thì vào Việt Nam thì cũng giống như tôi và quý vị và các bạn, cái tiêu chuẩn để vào G1 thì họ phải có là cái lượng, số lượng sub cũng như là số giờ. Và nếu như trong trường hợp một số cái kênh bậc kiếm tiền thì khi vô G1 Network thì họ sẽ tạo cho mình một cái thương hiệu, cái lượt xem nhiều hơn, và dĩ nhiên sẽ có cái tỷ lệ chia theo cái hợp đồng gì đó. Và quý vị và các bạn biết không, chính bản thân tôi khi kênh YouTube bậc kiếm tiền thì tôi cũng đã liên hệ với G1, tuy nhiên là không có được phản hồi. Hiện tại thì G1 không còn được làm đối tác của YouTube nữa, cho nên chuyện gì sẽ xảy ra. Và theo chân anh nhà báo Phương Minh, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, đặc biệt cho các chiến binh YouTube nha. Bài học đắt giá 2.000 tỷ đồng của ông trùm làng giải trí. Vốn hóa thị trường của tập đoàn G1 đã bốc hơi rất mạnh sau khi xảy ra sự cố với YouTube. Các bạn biết không, khi lỗi vi phạm, khi hợp tác với YouTube dẫn đến tình trạng chấm dứt hoặc tắt chức năng kiếm tiền như nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo, phạm vi nguyên tắc cộng đồng, vi phạm nguyên tắc cộng đồng, phản cảm, khiêu dâm, kích động, bạo lực, máu me, sử dụng nội dung do người khác sở hữu bản quyền trong video dẫn đến kênh bị nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền. Các bạn biết không, đây là một cái kinh nghiệm của tôi. Kênh tôi cũng đặt chức năng bật kiếm tiền đối với đối tác là YouTube. Thỉnh thoảng thì tôi có quay một số cái chương trình nhạc thánh ca, thì sau đó thì bị phản hồi lại là đối với cái bài nhạc này thì đã có bản quyền. Và có hai cách. Thứ nhất thì chúng ta sẽ xóa vĩnh viễn cái video đó. Cách thứ hai là chúng ta sẽ không được tính tiền trên cái lượt xem đó. Tôi thì tôi kỹ lắm quý vị và các bạn, tôi làm nội dung mà, cho nên đa số thì tôi xóa luôn và tôi để chế độ lưu trữ các bạn ha. Và đây cũng là một cái bài toán cho tất cả các anh chị em. Và hiện tại những bạn bè tôi cũng có những người vào G1 Network thì như thế nào, chúng ta sẽ phân tích trên cái bài báo của phóng viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3. Chạy theo mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của YouTube hay Facebook, nhiều doanh nghiệp Việt tăng trưởng rất nhanh vì đáp ứng kịp các nhu cầu của khách hàng. Có điều là khi mạng xã hội thay đổi chính sách hoặc doanh nghiệp không tuân thủ điều khoản của họ thì toàn bộ hệ thống doanh nghiệp sẽ lao đao. Điển hình là khi YouTube tuyên bố ngừng hợp tác với tập đoàn G1, mã chứng khoán là IER, giá trị cổ phần công ty bốc hơi lên đến con số vài ngàn tỷ đồng. Nguy hiểm quá hả quý vị và các bạn. Kiếm tiền khủng nhưng rớt giá cũng nhanh. Tính đến phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm qua, ngày 7 tháng 3, cổ phiếu G1 đã mất giá đến 61.600 đồng, tương đương với gần 28% giá trị, và kéo theo vốn hóa thị trường của tập đoàn này bốc hơi 1.900 tỷ đồng. Đây là một con số khủng chỉ sau 4 ngày YouTube ra thông báo ngừng hợp tác với G1. Thực sự thì trong quá trình làm YouTube thì tôi cũng có rất là nhiều bạn bè, họ đã cộng tác với G1 Network. Và khi cộng tác với G1 Network thì con số phát triển của kênh rất là lớn.
Chúng ta biết rồi, cho đến thời điểm hiện tại thì YouTube chỉ được bật chứng năng kiếm tiền khi có đủ 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ cho cái kênh đó. Và dĩ nhiên kênh đó phải là kênh content. Content có nghĩa là làm sáng tạo, không có re-up, không có mang tính chất vi phạm nguyên tắc cộng đồng về khiêu dâm, về những hình ảnh kích động, máu me chẳng hạn. Cho nên thì một số bạn bè của tôi, sau khi tôi cũng chưa biết số phận sẽ đi tới đâu khi mà không còn hợp tác với Duy Quang nữa, thì không biết YouTube sẽ trả tiền trong trường hợp này như thế nào. Chúng ta sẽ từ từ xem phóng viên Phương Minh bình luận nha. Cuộc đảo chiều nhanh chóng của Duy Quang gây kinh ngạc cho thị trường, bởi trước đó dù mới chính thức hoạt động 3 năm, hệ thống YouTube của Duy Quang liên tục phát triển mạnh mẽ tới mức tăng trưởng 2 con số hàng năm. Cụ thể là theo Duy Quang, riêng năm 2017, mạng đa kênh YouTube mang về cho tập đoàn 34,4% doanh thu và 56,9% tổng lợi nhuận sau thuế, tương đương là 293 tỷ đồng doanh thu và 55 tỷ đồng lãi ròng. Các bạn biết không, một số doanh nghiệp ở Việt Nam sau khi trừ thuế thì có con số lãi ròng lên tới 55 tỷ đồng là một con số khủng. Và đối với những cái doanh nghiệp gọi là kinh doanh trên cái nền tảng công nghệ thông tin như Duy Quang, năm ngoái kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng nhưng doanh thu và lợi nhuận vẫn đến chủ yếu từ YouTube. Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống, chủ tịch tập đoàn Duy Quang cho biết, trên nền tảng của YouTube, cách Duy Quang vừa tạo ra nội dung, vừa tạo ra cộng đồng lượt xem và subscriber, người theo dõi, để thu hút quảng cáo cũng như chuyển dịch dần xu hướng miễn phí sang có tính phí. Đáng chú ý là nhận thấy mảng giải trí trên YouTube bắt đầu được phổ biến trong giới trẻ, Duy Quang bắt đầu chuyển sang loại hình cung cấp giải trí kết hợp với quảng cáo trên YouTube. Cụ thể, Duy Quang cung cấp dịch vụ giải trí kết hợp với quảng cáo thông qua việc trở thành đối tác đa kênh của YouTube từ năm 2015 với tên gọi là Duy Quang Network. Có thể hiểu đơn giản, Duy Quang là trung gian kết nối người sáng tạo với nội dung video và YouTube. Các bạn hiểu theo như thế này nè, rất là đơn giản. Duy Quang có một cái tiêu chuẩn, nếu bạn tham gia Duy Quang thì bạn phải có một số lượt người đăng ký và số giờ. Cũng có thể rằng là một số kênh đã bật được chức năng kiếm tiền thì mình có thể gửi cái thư đến cho Duy Quang, hoặc là Duy Quang sẽ chủ động liên lạc với người chủ của người sáng tạo, người chủ của kênh để hai bên cùng hợp tác. Trong đó thì có một cái hợp đồng thỏa thuận rằng Duy Quang sẽ giúp cho cái chủ kênh đó trong một số như là tạo ra những cái lượt xem, cái quảng cáo, tạo ra chiến dịch marketing, và dĩ nhiên cái doanh số, cái doanh thu từ YouTube của cái kênh đó sẽ tăng, và trên một cái tỷ lệ thỏa thuận nào đó. Thì tôi cũng chưa từng được ký kết hợp đồng với Duy Quang Network, tuy nhiên thông qua bạn bè làm YouTube thì tôi biết được điều này. Bên cạnh đó, Duy Quang còn có thêm nguồn thu khác không phải chia với YouTube là tiếp thị bán hàng thông qua các cái thương hiệu xuất hiện trực tiếp trong nội dung của video, mà người ta quen gọi là tiếp thị liên kết đó quý vị. Nhưng công ty phải tuân theo chính sách chia sẻ doanh thu trên YouTube. Ví dụ các nhãn hàng trực tiếp trả tiền cho YouTube để phân phối quảng cáo đến người xem. Trong chiến lược của mình, Duy Quang cũng xác định dần về nghiêng về mảng kinh doanh kỹ thuật số trên mảng YouTube. Song với sự cố vừa thể hiện đã làm ảnh hưởng tới những kế hoạch của tập đoàn. Các bạn biết không, tôi là luật sư, thì khi mà năm 2018 bắt đầu có luật an ninh mạng thì bắt đầu có một cái sự lo lắng của những anh chị làm YouTube rằng nếu trong trường hợp ngày 1 tháng 1 năm 2019 luật an ninh mạng có hiệu lực pháp luật thì
một số máy chủ sẽ được đặt dưới sự quản lý của chính quyền nhà nước Việt Nam. Và như vậy là các anh chị em làm YouTube lo lắng rằng là cái ông YouTube đó, cái ông Google đó, ổng sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam và dẫn đến tình trạng là ổng rút khỏi, ra khỏi Việt Nam. Và các bạn biết không, cho đến nay là đã 3 tháng trôi qua thì vẫn không có một cái tín hiệu xấu từ chính quyền Việt Nam với cái việc của YouTube. Còn cái việc mà chính phủ Việt Nam buộc khi làm YouTube ở Việt Nam, Google ở Việt Nam thì đặt máy chủ thì thôi, thì cái chuyện đó là cái chuyện tầm vĩ mô. Chúng ta chỉ biết và cũng muốn phân tích cho quý vị và các bạn, những anh chị em đang kiếm tiền bằng YouTube, đang tạo một cái thương hiệu trên YouTube thì biết một chút. Mình không giỏi về cái lĩnh vực YouTube, mình chỉ biết để san sẻ với quý vị và các bạn. Mình cũng chỉ biết một chút kiến thức về luật Việt Nam, và từ đó thì tôi nghĩ rằng là cần thiết kết hợp giữa kiến thức pháp luật và kiến thức của YouTube để tạo cho quý vị và các bạn một cái bài bình luận rất là đặc sắc. Mà tôi nghĩ rằng là nếu trong trường hợp quý vị và các bạn không nghiên cứu, không làm YouTube, không làm luật sư thì không thể bình luận được. Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Luật sư hơi kiêu ngạo một tí xíu. Đặt tất cả trứng vào một giỏ, YouTube tuyên bố chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung với Streamy Limited, một doanh nghiệp có trụ sở tại Thái Lan. Tập đoàn Yiwan sở hữu gián tiếp là 16,93% cổ phần. Vì có hoạt động tuyển chọn kênh chưa phù hợp với quy trình của YouTube, điều này dẫn tới việc YouTube áp dụng chính sách tương tự đối với một số cái công ty khác liên quan với YouTube, AdSense trực thuộc như Yiwan, như công ty Yiwan Network và Glass Lab. Trong các thông báo chí phát đi cho giới truyền thông ngay sau đó, Yiwan khẳng định hệ thống YouTube của công ty hiện tại không chứa và nội dung gây hại cho trẻ em và nội dung gây hại cho cộng đồng. Song theo tìm hiểu của chúng tôi, YouTube cấp giấy phép mạng đa kênh cho Yiwan, có nghĩa là trao cho Yiwan thay mặt YouTube quyền quản lý, hỗ trợ các chủ kênh nhiều vấn đề từ bản quyền, gia tăng lượt view là lượt xem đó quý vị, cho đến kiếm tiền. Với quyền lực này, ông chủ kênh muốn tiếp cận nhanh với người xem, kiếm tiền thì vào mạng lưới di quanh hoạt động và ăn chia lợi nhuận. Hồi nãy tôi có nói với quý vị và các bạn, một số bạn bè tôi tham gia vào di quanh Network thì có một cái hợp đồng, trong đó có một cái tỷ lệ phân chia lợi nhuận gì đó. Nhưng từ đây cũng nảy sinh hệ quả khác. Theo phân tích của một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này, Yiwan có thể đã vô tình hoặc cố ý dung túng cho một số kênh có nội dung nhảm nhí, độc hại, hoặc sử dụng các thủ thuật để đạt được tính năng bật kiếm tiền từ YouTube. Điều này đã vi phạm đến điều khoản của YouTube, khiến mạng xã hội ngày không ngừng hợp tác. Các bạn biết không, thì chính sách của YouTube là cho một cái kênh được bật kiếm tiền thì phải là 1.000 lượt subscribe, 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ cho một cái kênh đó. Thì có một số kênh thì mình đi tương tác với một số kênh bạn, và sau đó thì mình sẽ, bạn bè sẽ quay trở lại tương tác với kênh mình, cho nên số lượng người đăng ký sẽ tăng lên. Thật ra là khó giải thích, vì nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn không phải là làm cái nghề làm trong cái việc YouTube, tuy nhiên cũng muốn giải thích những cái vấn đề cơ bản để cho quý vị và các bạn được hiểu. Thực tế cho thấy nhiều ca sĩ Việt Nam sử dụng YouTube là kênh quảng bá tên tuổi. Một khi thu hút lượt view khủng thì còn nhận được nhiều quảng cáo từ các nhãn hàng. Có điều không ít ca sĩ đã vi phạm chính sách bản quyền mà YouTube đặt ra cho nhiều MV. MV có nghĩa rằng là video ca nhạc đó quý vị, bị xóa. Chẳng hạn MV Chạm Khẽ Trái Tim Anh Một Chút Thôi của ca sĩ Noo Phước Thịnh đạt mức 30 triệu view, nhưng vi phạm bản quyền đã bị YouTube xóa
xa hơn nữa, làng nhạc Việt từng chứng kiến việc YouTube thẳng tay xóa MV Em Của Ngày Hôm Qua của ca sĩ Sơn Tùng MTV với lý do MV này bị tố đạo nhái trắng trợn sản phẩm Every Night của nhóm nhạc Hàn Quốc vào năm 2014. Bên ngoài lý do vi phạm cam kết và trừng phạt, theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, Di Quan rơi vào tình trạng như hiện nay là do Di Quan quá phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh trên mô hình của YouTube. Điều này giống như cách nhiều công ty cung ứng Apple rơi vào tình trạng phá sản vì phụ thuộc duy nhất một khách hàng lớn khi đối tác giảm hay dừng mặt hàng. Ông Hiếu lấy ví dụ. Thưa quý vị và các bạn, bài học này rút ra được vấn đề gì khi chúng ta chơi với đối tác là người nước ngoài? Thì chúng ta bài toán về cá ba sa, bài toán về thương hiệu giày cung cấp phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, những cái phần chính mà chúng ta không tự đứng trên đôi chân của mình, thì khi mà cắt hợp đồng thì chúng ta sẽ bị thiệt hại. Trong dân gian thì thực tế có rất là nhiều người bảo rằng cũng nên đừng nên bỏ trứng vào một rổ các bạn ạ. Thì thông qua cái bài toán Di Quan Network, tôi cũng muốn tặng cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu được rằng không biết tương lai về đâu đối với một số anh chị em đã ký hợp tác hợp đồng với Di Quan Network sẽ tiếp tục trở về với kênh YouTube mang một cái tính chất là sẽ tự trả hay như thế nào, thì câu trả lời sẽ vẫn chưa có lời giải đáp. Hy vọng là qua bài học đắt giá 2.000 tỷ đồng của ông trùm làng giải trí, cho chúng ta biết thêm về cái sân chơi của YouTube. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.